Em xin chào toàn thể các bác yêu hoa lan ạ. Thì hôm nay gia đình chúng em có lên chia sẻ một số chậu phi điệp tím hàng mặt hoa cho các bác sưu tầm nhé. Em xin giới thiệu, em tên là Bao ạ. Em ở thị trấn Thổ Tàng, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc ạ. Số điện thoại của em là 0365 323 66 nhé. Thì sau đây em xin giới thiệu chi tiết từng chậu một ạ. Đây là hình số 1 đây ạ. Có giá là 300.000 nhé. Còn có một lồng gốc ạ và một kỳ trên thân ạ. Hồng gốc đang đi rất là nặng luôn ạ. Đây là một mặt hoa của nó, là mặt hoa xanh ngám nhé. Mắt của nó rất là đậm luôn ạ. Thì cây thì hôm nay cũng lỡ được một tuần rồi ạ. Nên hoa của nó cũng sắp tàn rồi. Đấy, các bác nào mà yêu thích mặt hoa này thì em xin để cho các bác với giá là 300.000 nhé. Đây hình số 1 đây ạ. Hoa rất là đẹp và thơm luôn ạ. Cánh ám nhé. Đấy, mầm gốc thì rất là đẹp luôn ạ. Toàn bộ của nó là hàng rừng nhé. Thân già em vẫn chưa cắt luôn ạ. Để các bác có thể kích kỳ lên nhé. Đây là hình số 1 đây ạ. Có giá là 300.000 nhé. Tiếp theo đây là hình số 2 đây ạ. Đây là một bông cũng là cánh ám nhé. Ám lưỡi đỏ, nó gần bền nhé. Đây ạ. Nếu mà cái mắt của nó mà nó kéo dài đến đây thì nó có thể là gọi là bông bền nhé. Đấy, bông cánh ám rất là trắng luôn đây ạ. Mắt khá là đẹp đây ạ. Một hoa lưỡi khá là to đây ạ. Rất là đẹp luôn nhá. Thì chậu này thì là cũng có giá là 300.000 ạ. Còn có một hai mầm gốc đây ạ. Đang đi ngọn rất là đẹp luôn nhá. Cực kỳ là đẹp đây ạ. Để các bác chỉ việc treo lên và tưới nước bón phân cho nó là mình có thể là chăm sóc nó được luôn ạ. Đấy, mầm gốc cũng đang lên tiếp ạ. Hình số 2 này cũng có giá là 300.000 nha các bác nhé. Đấy, khi mà đóng hàng vận chuyển thì bác nào mà yêu cầu em bỏ chậu thì em có thể nhổ ra cho các bác nhé. Để các bác đỡ tốn phí ship ạ. Đây là hình số 2 nhé. Tiếp theo hình số 3 đây ạ. Chậu này thì gồm có 4 mầm gốc ạ. Rất là đẹp luôn ạ. Đây ạ. 4 mầm đây ạ. Cũng có giá là 300.000 nhá. Thì là chậu này nó nhỏ hơn một chút ạ. Đây mặt hoa của nó đây. Cũng khá là đẹp nhá. Đấy. Họng mắt rất là đẹp ạ. Do thời tiết hôm nay không có nắng mới nên là cánh của nó chưa bung ra đấy. Hôm nay cái bắt đầu là ngày đầu tiên ạ. Đây là hình số 3 nhé, cũng có giá là 300.000 ạ. Tiếp theo đây là hình số 4 ạ, có giá là 250.000 nhé. Đây mặt hoa của nó đấy. Dòng này là dòng thân thổ nha các bác nhé. Cực kỳ là siêng hoa luôn ạ. Cây mẹ của nó đợt tới nó nở hoa thì em sẽ quay cho các bác xem luôn nhé. Vì này cây này nó là dòng Phi 21 đấy ạ. Các bác chăm sóc năm nay là nó đạt tới Phi 21 luôn ạ. Mầm gốc đang đi rất là lực luôn nhé. Về các bác có thể kích tiếp cái mầm gốc bên cạnh nhé, cho nó thành hai mầm ạ. Đấy, hình số 4 này em bán với giá là 250.000 cho các bác nhé. Sưu tầm đấy, mặt hoa này như hình đấy. Tiếp theo đây là hình số 5 đấy. Có giá là 320.000 nhé. Đây một chậu mầm gốc này nó lên tầm cỡ 6-70 cm rồi ạ. Rất là dài luôn rồi đấy. Đấy, thân già vẫn còn nguyên nhé. Về cho các bác khai thác kỳ đấy. Đây mặt hoa của nó khá là đẹp luôn nhá. Đây mắt rất là đậm luôn ạ. Họng này phân thủy đấy. Đấy, cánh khá là bay đấy. Cây nở hôm nay là ngày thứ 2 đấy. Đấy, các bác nhìn phân hoa rất là đẹp luôn này. Loại này cũng khá là siêng hoa đấy ạ. Đấy, bông nào đều rất là giống nhau luôn ạ. Rất là đều hoa nhé. Thế này hình số 5 này em bán với giá là 320.000 nhé. Tiếp theo đây là hình số 6 này em bán với giá là 250.000 ạ. Cũng có một thân mầm gốc đấy ạ. Đang đi lên rất là lực đấy ạ. Và hai thân hoa đấy ạ. Đây, em quay cho các bác xem luôn ạ. Mầm gốc ạ. Đây mặt hoa như hình nhé. Bông này có mũi của nó hơi hồng một chút ạ.
Đây, mặt hoa đấy, mà các bác ngắm kỹ mặt hoa của nó nhé. Cánh ngắn này nhé. Đấy này chua 6 em bán với giá là 250.000. Về những cái thân này các bác có thể kích mầm gốc nó lên nhé, cho nó lên nốt vì nó còn rất nhiều mắt ngủ ở những cái thân già này đấy. Tiếp theo đây là hình số 7 ạ. Hình số 7 này em bán với giá là 280.000 nhé. Mầm có một gốc lên cũng khoảng 45 cm, rất là đẹp luôn ạ. Mầm gốc này phải nói là cực kỳ là mướt luôn ạ. Đây, mầm ba cùng ngắm đấy. Rất là mướt luôn nhá. Đây mặt hoa của nó đây nhá. Loại này bông này là bông hồng mắt xước đấy. Đấy mắt của nó rất nhỏ và xước nhá. Bông nào cũng đấy đây. Rất là thơm luôn ạ. Đấy bác nào yêu thích mặt bông này thì có thể lấy hình số 7 này nhá. Có giá là 280.000 ạ. Thân già vẫn còn nguyên đấy. Tiếp theo đây là hình số 8 này ạ. Hình số 8 này ạ. Có giá là 300.000 nhé. Gồm có hai mầm gốc đây ạ. Cực kỳ là đẹp luôn ạ. Rất là lực đấy. Về các bác là chăm sóc này, năm nay thì nó thành một giò rất là đẹp luôn ạ. Hai mầm gốc đang lên rất là lực đấy. Đây mặt hoa của nó đây nhé các bác nhé. Do cây nó ở thế treo nên là hoa nó hơi bị ngược một chút ạ. Đây mà có thể quay cho các bác cùng ngắm hoa của nó đấy. Cái bông này bông ám mũi hồng nhé. Đây. Đây các bác nhìn ạ. Mũi của nó hồng nhé. Hồng của nó khá là đỏ luôn ạ. Đây em quay lại gần cho các bác cùng ngắm kỹ đây. Đấy này hình số 8 nhé. Cánh rất là bay luôn ạ. Cây hồi này bắt đầu bung nụa rồi. Đây các bác nhìn ạ. Cánh này có những bông này bay vẫn đang hé đấy. Bông này gần là bệt nhé bác nhé, còn một chút trắng nữa đấy. Mũi hồng, cánh ám rất là bay luôn ạ. Đấy các bác nào mà cái hình số 8 này có giá là 300.000 nhé. Mặt hoa này khá là đẹp luôn ạ. Tiếp theo đây là hình số 9 ạ. Hình số 9 này cũng gồm một mầm gốc ạ. Có giá là 250.000 ạ. Mầm gốc này nó khoảng 30 cm này, mặt hoa khá là đẹp này. Đây, bông khá là đẹp luôn nhé. Quay cho các xem mặt hoa nó. Đây, họng phân tùy rõ ràng đây. Nó còn một chút hồng. Đấy, cánh thổ dòng là cánh ngắn cánh bầu đấy. Mân nhung nhá, rất là đẹp luôn ạ. Có giá là 250.000 hình số 9 nha các bác nhé. Tiếp theo đây là hình số 10 đấy ạ, cũng có giá là 250.000 nhé. Đây mặt hoa của nó đây gồm có một mầm gốc này cũng tầm cỡ 30 cm đấy. Mầm gốc của nó đây nhé. Đây rất là đẹp đấy. Không lỗi lầm gì ạ. Đây mặt hoa của nó đây. Cũng dòng mắt đậm đấy. Khá là đẹp luôn nhé. Thế là toàn bộ 10 hình phi điệp tím hàng mặt hoa nhé các bác nhé. Các bác nào mà muốn sưu tầm thì có thể liên hệ với em theo số điện thoại 0365 323 666 nhé. Em tên là Bao ạ. Thì các bác có thể gọi điện hoặc nhắn tin cho em thì để chốt hình nào đấy thì em gửi hàng cho các bác nhé. Em xin kết thúc video tại đây.